rich, I'm rich, I'm rich, I'm rich. Hi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay lại với kênh của mình. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái series, đó là về game. Game ở đây không phải là game các bạn thường chơi, mà đó là game lậu, game free. Thì cái video đầu tiên của mình hôm nay đó là mình sẽ chỉ cho các bạn một cái game chơi mình cũng thấy là khá là thú vị. Thì mình cũng nói trước là game này nó chỉ có là free VIP 6 với lại 8.888 viên kim cương. Nói vậy thôi chứ các bạn vô chút xíu là các bạn cũng được mười mấy 20.000 viên kim cương rồi. Tính luôn cái kim cương nó đã cho. Với lại online hình như 7 ngày là nó được các bạn được tặng VIP 11 á. 3 ngày hay 4 ngày là nó được tặng VIP 9. Thôi bây giờ mình không nói dài dòng nữa, mình vào game luôn. À quên, trước khi vào game thì mình xin các bạn một điều, đó là xem xong video này thì nhớ cho mình một like, một share, và đừng quên bấm vào cái nút đăng ký màu đỏ đỏ ở dưới. Nhớ bấm vào quả chuông để nhận thông báo về cái video mới nhất của mình nha. Và bây giờ mình sẽ đi vào cái game. Vâng, đây mình xài cái trình duyệt là Nox. Để mình mở tiếng lên cho các bạn nghe. À quên, mình đã tắt tiếng ở ngoài rồi. Ở đây là mình có tài khoản sẵn. Thì mai mốt nói chung là những video tiếp theo, nếu có bạn nào không biết cách đăng ký tài khoản thì có thể comment vào phần dưới để cho mình biết, để mình làm cái video hướng dẫn các bạn đăng ký cũng như là vào chơi những game của bên những game lậu được. Nói chung là xác nhận số điện thoại hay là chứng minh thư hay là này nọ. Và bây giờ mình vào game luôn nha, không dài dòng nữa. Đây thì nó có ra server mới nè, là server 8. Rồi, đó, vô rồi nha các bạn. Thì cái link download của cái game này thì mình sẽ để ở cái phần dưới. Các bạn nào không muốn xem cái phần dưới chuyển tải này thì bấm vào đây để qua luôn được. Chết được quá giờ. Ở đây chúng ta có cái gì quên rồi, hay là Tôn Ngộ Không nè. Đó, Iron Man. Không, rồi một người vẽ đôi luôn. Đây là chọn nhân vật, mình chắc sẽ chọn chọn nữ đi, mình khoái nữ, mình đặt nhân vật là đây, tên của mình không biết nó cho không đây. Có một số game thì các bạn phải đặt tên của ký tự Trung Quốc, nó không cho đặt ký tự tiếng Anh hay này nọ. Đó, đã vô rồi. Bây giờ mình chọn nè, bé nãy nè. Này ai đây?
Ồ, có trái tim ở giữa, chắc mình nghĩ đây là Iron Man nè. Ở đây Đại Hiên nè, ở chọn Iron Man đi. Đâu có sai đâu này. Đấy, bẫy úp nè. Ôi giời ơi. Chắc là bẫy úp tài trợ chương trình này hay gì á. Đây nè, có phần đăng nhập 7 ngày nè. Đó. Năm cái vé này là các bạn vào quay tướng nha. Còn cái hộp này là hộp à đồ. Ngày thứ hai các bạn là được chọn cái nhân vật này luôn nè. Ồ, ít ít R cộng luôn. Ngon đó. Còn ngày thứ ba được một mảnh cánh. Với cái VIP chính nè, đó. Ngày thứ tư thì được một viên ngọc, đó. Ngày thứ năm, thứ sáu, thứ bảy nè, chúng ta lên VIP 11 nè ha. Ở đây nó lại cho thêm kim cương nè các bạn. Nó cho 6.666 với đây là 2.000 nữa là 8.666 cộng với cái 8.888 cho 9.000 đi. 9.000, 9.500 cho nó 9.500. À cái này cho nó 8.000 với 9.500 là 17.500. Ồ nó cho cũng bộn kim cương nữa chứ. Cái này là đua top. Này đua top level nè, này đua top level. Này đua top gì không biết. Này nạp tệ.
quà đăng nhập. Đây, đập kiếm tiền. Ừ. Một lần đập 50. Thôi, thấy cũng còn nhiều vàng mà. Đây, bày ốp. Đây, chọn vào cái phần này nè các bạn. Ở đây chúng ta có 5 vé. Đó. Các bạn có thể mở một lần một cái hoặc có thể mở luôn 4 cái một lần. Có bao nhiêu các bạn bấm vào đó là nó tự mở hết. Theo như cái kinh nghiệm của mình á thì nó có đánh không ta, nó đi qua đi lại nó vẫn ở cái 1.4. Ủa hình như là mình phải đánh đó các bạn ơi, không đánh là nó không qua map được đó. Chà, cứ thấy nó chạy chạy tưởng nó tự đánh được. À các bạn phải tự vô đánh nha, chứ nó không có tự đánh. Ôi giời ơi. Ôi trời ơi anh ơi, anh không biết mà anh chứ tài lanh. Đó, đánh lần nó cho 100 kim cương nè. Ở đâu có bèo đâu các bạn. Nghe là ngon đó. Vậy là cái game nó free nhiều chứ đâu có ít đâu. À hết cho rồi. Lỗi các bạn nha, hôm nay mình bị khang cổ chút. Bán xếp hạng chơi 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 ít ít r luôn nè. Ủa kiếm đâu ra được con này hay vậy ta, cũng sao coi không được, cũng biết 7 mà sao ghê. Gì level 54 mà chắc mới cài bữa nay. Giật ngon ghê. Trời ơi. Đây chúng ta có nhiệm vụ hàng ngày nè.
những nhân vật này giống Contra của Việt Nam hồi đó, hồi còn trẻ mình thường chơi nè. Đó. Nhìn cũng ngầu phết. Trong cái phim hoạt hình gì họ pháp thuật gì đó hay là gì đó quên được 10 đồng tiền vàng một trận nếu hắn hả, để coi á đồ cái gì vậy, để con chó nè. Ủa mua con chó này giờ làm gì ta? Tự nhiên đi mua. Hưởng level. Đấy level các bạn lên nó cũng cho nè. Người ta cài, cái này tính ra nếu mình cài 1 2 tiếng đồng hồ thì nó chỉ có thể lên được level 60 á. Thế nè, trời ơi cấp level cũng mênh mông. Bạn đừng quên bấm like cho mình nha, like video này, chia sẻ cũng như là bấm vào nút đăng ký và nút quả chuông ở dưới để theo dõi cái kênh của mình nha. Thì những video tiếp theo mình sẽ, chắc video tiếp theo mình sẽ làm về cái game Pokemon cho những nào yêu thích Pikachu rồi á. Có shop 1 đồng nha các bạn, 1 kim cương. Bây giờ thì chào tạm biệt các bạn. Mình thấy game này cũng khá là hay đó các bạn. Dễ kiếm kim cương cũng như là dễ kiếm đồ. Chào tạm biệt các bạn. Bye bye. Nói ra coi gì đây. Ờ, nhanh quá. Ờ, cũng được. Bye bye, chào tạm biệt các bạn.